Vì nhiệm vụ đặc biệt trong mùa xuân 1968, những chiến sĩ biệt động ra đi, dẫu biết khó có cơ hội trở về, nhưng họ vẫn quyết giữ bí mật với vợ con. Nên người ở lại cho đến tận bây giờ vẫn giữ mãi nỗi day dứt không nguôi khi nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng họ chia tay người chồng, người cha, người em bước vào chiến dịch. Một trong những trận đánh bi tráng nhất của biệt động trong Tết Mậu Thân 1968 phải chạy đến mục tiêu Bộ Tư lệnh Hải quân Sài Gòn. Khoảng 2 giờ sáng, đội 3 biệt động dưới sự chỉ huy của đội trưởng Nguyễn Văn Lém, 7 lớp đã bất thần lao xe tấn công vào hướng cổng chính. Nhưng do trục trặc trong quá trình hợp đồng giao nhận vũ khí, thiếu quả lực mạnh của B-40, nên đội hình chiến đấu đã phải gồng mình chống trả quả lực dữ dội từ các tàu chiến dưới cảng bắn lên và từ các mục tiêu bắn ra. Toàn đội lần lượt hy sinh, duy nhất lái xe Hai Liên tức Hỷ sống sót và vượt sông trở về, cùng đội phó Mười Lợi bị thương được đưa về hậu cứu ngay từ đầu trận. Danh sách chiến sĩ đội 3 hy sinh trong trận đánh gồm Quốc, Chánh Trị Viên, Đổi, Liên, Mười, Ba, Quốc, Dự, Châu, Cao, Viễn, Ngọc, Năm và Mười Rổ. Riêng đội trưởng 7 lớp, sự kiện ông rơi vào tay giặc và bị Nguyễn Ngọc Loan, chỉ huy trưởng cảnh sát chính quyền Sài Gòn, đem ra bắn ngay trên đường phố mà không cần xét xử, đã lọt vào ống kính máy quay của Neil Davis, phóng viên đài ABC và máy ảnh của nhà báo Eddie Adams, hãng thông tấn AP. Để rồi, nó đã gây sốc và bàng hoàng cho cả thế giới về mức độ tàn bạo của chiến tranh. Từ những hình ảnh chân thực này, từ một thời cũng đã dấy lên một nghi án tranh cãi về nhân vật chính trong câu chuyện và người trong cuộc. Trong hành trình đi tìm sự thật về cái chết của đội trưởng Nguyễn Văn Lém, tức 7 lớp, chúng tôi đã nhận được sự xác nhận trực tiếp từ Đại tá Nguyễn Đức Hùng, Y Chu, người chỉ huy trưởng lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định, và bà đơn vị trinh sát đặc công khu Sài Gòn Gia Định. Trong Tết Mậu Thân 1968, ông là cụm phó cụm biệt động 345, kiêm đội trưởng đội 3, trực tiếp chỉ huy toàn đội tấn công mục tiêu Bộ Tư lệnh Hải quân Sài Gòn. 6:02 mấy súng nổ, tôi mới nói với chị hai tôi á, như vậy là ban hạnh tôi bộn xuống đường mà ông giấu tôi. Sao súng ở dưới thành phố, ở dưới chợ nổ quá. Đó, rồi tôi cứ băng thăng từ đó tới mùng 10 tháng Giêng là máu thai của Mỹ á, nó bắn ổng á, nó mới đăng lên một cái tấm hình ở chung quanh người địa phương á, ta mua về ta coi, rồi người ta người này nói người kia cái tên biệt động này gan quá, ừ mà bị bắn vậy mà chết vậy mà nó không hay. Sao trong lòng tôi nóng nảy, tôi mới nhờ người chị tôi đi mượn cái tờ báo về, thì tôi nhìn lên cái khuôn mặt của ổng là tôi biết ổng rồi. Khi mà xem lại những cái thước phim mà ba bị hy sinh như vậy, em không dám xem trực diện nữa. Không bao giờ em dám xem trực diện. Hoặc là em xem là em quay chỗ khác, hoặc là em không bao giờ mà em xem suốt những cái thước phim. Má cũng vậy, các chị cũng vậy. Đối với gia đình nó đúng kiểu, đối với gia đình giống như là ba mới chết ngày hôm nào đó thôi. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên hoàn thắng ắt về ta.
Bộ Tư lệnh Hải quân quân đội Sài Gòn đóng trên bến Bạch Đằng đã trở thành mục tiêu tấn công của 17 chiến sĩ thuộc đội 3 biệt động Sài Gòn do 7 lớp chỉ huy. Mở đầu, khối bộc phá nổ tung, các chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Toàn đội đã gặp phải quả lực của địch rất mạnh, từ dưới tàu bắn lên, từ bên trong bắn ra, khiến cả đội hình gần như hy sinh hết. Riêng đối với chỉ huy trưởng 7 lớp, cái chết bi thương của ông đã đi vào lịch sử của sự kiện Tết Mậu Thân 1968. Sau trận đánh, ông bị bắt, bị trưởng tướng Nguyễn Ngọc Loan, tổng nha cảnh sát Sài Gòn đưa ra bắn ngay trên đường phố trước sự chứng kiến của dân chúng và báo giới Sài Gòn. Một hình ảnh mang rợ vi phạm luật tù binh chiến tranh theo công ước quốc tế. Hình ảnh này đã được các phóng viên, báo đài phương Tây ghi lại và truyền đi khắp thế giới. Mình 2 giờ đêm rồi, mình đi đến cái chỗ mình để lấy cái AK, cái B-40 đó, thì tìm hai chú cháu tìm mãi tìm không được. Thành thử phải về báo cáo là cái B-40 không có. Mặc dù như thế, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn đúng cái giờ là chúng tôi phải lên đường. Thì xe tôi là cỡ cũng 6-7 anh em gì đó. Trên xe tôi có đồng chí Bảy Lốt. Cái xe đầu đi là để chiếm cái coi như là mở đường. Thì anh em bắn như cine vậy đó. Đúng không? Chú kia có hai cái tay lính thủy, nó gác, hai hải quân gác với một cảnh sát. Thì lúc mà chú cua theo cái bức tượng á, tượng dưới bờ sông á, cua qua ngay cái chỗ của bộ tư lệnh thì có một tràng AK là ba tay rớt luôn. Anh em bắn cỡ đó đó. Trong vài cái tiết tắc thì là chúng tôi là nhào vô tới đồn của nó rồi. Qua khỏi cái cánh cửa chính của chúng nó rồi là bắt đầu là bọc phá, mình đưa vào vấn nổ kinh khủng, nổ kinh khủng gầm trời lên, thay cho pháo nhà nó đâu có kịp thời đâu, nó không thể đối phó được. Nhưng chỉ sao là chúng ta là chiếm lĩnh trận địa rồi. Đó. Thế là anh em bắt đầu xung phong vô. Xung phong vô thì chúng ta đã chiếm đỉnh. Tuy nhiên vì không có được mà cái cây súng đứng như thì địch nó ở dưới tàu, nó bắt đầu nó bắn lên. Thì bắt đầu là lúc đó là cũng 4 giờ mấy vẫn cũng như. Thì trong khi đó anh em cũng đã một vài anh em đã hy sinh rồi. Và tiếng súng bắt đầu thưa dần, thưa dần. Major support for the Vietnam War was provided by members of the Better Angels Society. On the second day of the fighting, a Viet Cong agent named Nguyen Van Lem was brought before Nguyen Ngoc Luan, the head of the South Vietnamese National Police. As an AP photographer and an NBC cameraman watched, Luan ordered another officer to shoot the captive. When he hesitated, Luan did the job himself. And Lan said, "I execute you." He draw his call 45 and put him down. The chief of South Vietnam National Police Force, Brigadier General Nguyen Ngoc Luan, was waiting for him.